Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em về phần phong trào dân tộc dân chủ từ năm 1919 đến năm 1925. Những kiến thức của phần học ngày hôm nay sẽ liên quan tới một số câu hỏi nhỏ, và những câu hỏi đó cô sẽ giúp các em giải quyết cụ thể trong một tiện những cái tiết tiếp theo. Còn hôm nay cô sẽ cung cấp những cái kiến thức cần thiết để chúng ta có thể trả lời được những cái câu hỏi liên quan tới giai đoạn lịch sử từ năm 1919 đến năm 1925 ở Việt Nam. Chúng ta vào phần sơ đồ tư duy, thì ở đây cô muốn đề cập tới cho các em, hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy như sau. Cái nội dung chính, cái phần trọng tâm của nó là phong trào dân tộc dân chủ. Dân tộc dân chủ, cô viết tắt, từ 1919 đến 1925. Đây là nội dung trọng tâm, và nội dung trọng tâm bao giờ chúng ta cũng để ở trung tâm để chúng ta có thể phát triển ra các cái phần tiếp theo. Và một trong những nguyên tắc học sử các em lưu ý cho cô là luôn luôn trả lời cho cô ba câu hỏi: vì sao có nó diễn ra như thế nào và kết quả ý nghĩa ra sao. Vậy thì phong trào dân tộc dân chủ vì sao lại bùng nổ, những cái yếu tố nào tác động đến nó, thì chúng ta sẽ giải quyết cho cô về nhánh thứ nhất là những cái điều kiện bùng nổ hay là hoàn cảnh hay là những cái tác động để bùng nổ cái phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất cho đến năm 1925. Và trong hoàn cảnh bất cứ một sự kiện lịch sử nào, chúng ta cũng phải đặt nó trong một bối cảnh thế giới và trong nước. Vậy thì những ảnh hưởng của thế giới, những cái sự kiện trên thế giới tác động đến cách mạng Việt Nam là những sự kiện nào? Đấy, chúng ta có thể phát triển thêm ra. Thứ hai là những cái tác động ở trong nước. Đến phong trào dân tộc dân chủ từ 1919 cho đến năm 1925. Sau đó chúng ta trả lời câu hỏi thứ hai, tức là phong trào này diễn ra như thế nào, nó thể hiện qua những cái sự kiện lịch sử nào. Đấy, thì ở đây thì chúng ta sẽ đề cập đến cái nhánh thứ hai là các phong trào. Các phong trào. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ đề cập tới phong trào của tư sản, phong trào của tiểu tư sản, thậm chí là phong trào của công nhân trong giai đoạn đầu. Và sau khi mà chúng ta hình thành được như vậy rồi thì lại trả lời câu hỏi thứ ba, tức là phong trào đó nó có kết quả gì và ý nghĩa của nó ra sao, hay là nhận xét về phong trào đó, thì nó cũng là cái câu hỏi thứ ba, tức là nhận xét cái mặt tích cực, hạn chế của phong trào này. Đấy, hay là kết quả, ý nghĩa của nó. Tất nhiên là trong cái phần đó thì nó có những cái ý hỏi, cách hỏi khác nhau và cách trả lời khác nhau. Nhưng tóm lại là nó cần phải có cái kết quả sau khi cái phong trào đó diễn ra, nó đạt được cái kết quả như thế nào, ở mức độ nào, thì nó nằm trong cái mảng nhận xét. Như thế là phong trào dân tộc dân chủ từ 1919 đến năm 1925 nó sẽ xoay quanh những vấn đề đó, và cụ thể phần phong trào đó diễn ra như thế nào và nó có kết quả ra sao, thì cô sẽ ở phần bảng bên này cô sẽ đưa ra những cái sự kiện và chúng ta cùng ôn lại để nhớ, để chúng ta có thể tự hình thành các cái kiến thức lịch sử trong sơ đồ tư duy của mình. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói đến cái nhánh thứ nhất mà chúng ta cần phải giải quyết, tức là vì sao có nó, hay là phong trào này diễn ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào. Thì các em, thứ nhất, chúng ta đi vào phần thứ nhất là bối cảnh lịch sử. Bối cảnh lịch sử hay là hoàn cảnh lịch sử hay là những cái điều kiện để bùng nổ phong trào dân tộc dân chủ 1919 đến 1925. Cách hỏi có khác nhau nhưng thực tế là nó xoáy quanh bởi vấn đề là vì sao có phong trào này. Thế ở đây chúng ta lưu ý cho cô là bao giờ một sự kiện lịch sử diễn ra nó cũng chịu cái sự tác động của tình hình thế giới và trong nước. Cô sẽ xét đến vấn đề thứ nhất là tình hình thế giới, những cái tác động của tình hình thế giới đến phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Các em ạ,
chúng ta học ở chương trình lớp 11, chúng ta học đến lịch sử Việt Nam năm 1918. Và đối với chương trình lịch sử lớp 12, nằm trong cái chương trình ôn thi của chúng ta là từ năm 1919 cho đến năm 2000. Tất nhiên, để giải quyết được những cái sự kiện đấy một cách chặt chẽ thì yêu cầu các em học sinh phải nắm được cả những sự kiện trước đó và những sự kiện sau năm 2000 diễn ra, thì bài sử của chúng ta mới có chính chất thuyết phục tùy theo cách hỏi của đề bài. Đấy. Thế thì ở đây cô muốn đề cập với các em là sau chiến tranh thế giới thứ nhất thì trên thế giới đã có rất là nhiều những sự kiện để tác động đến cách mạng nước ta. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng thứ nhất là cái ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 thắng lợi. Như vậy, phần thế giới, ảnh hưởng trên thế giới, chúng ta lưu ý cho cô là ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Cuộc cách mạng tháng 10 Nga bùng nổ và thắng lợi vào năm 1917. Tuy nhiên, cái dư âm và ảnh hưởng của nó thì có ảnh hưởng mãi sau này các em ạ. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 thắng lợi đã làm cho phong trào giải phóng dân tộc ở phương Đông và phong trào công nhân phương Tây gắn bó mật thiết với nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc. Nó như một tấm gương để cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới nhìn vào đó để cùng đứng lên đấu tranh tự giải phóng mình. Rồi cách mạng tháng 10 Nga đã tác động đến tư tưởng của những nhà yêu nước Việt Nam, mà ở đây đó chính là Nguyễn Tất Thành. Em ạ, chính cái ảnh hưởng cách mạng tháng 10 Nga vào năm 1917, khi mà cuộc cách mạng tháng 10 Nga diễn ra thắng lợi ở nước Nga Xô Viết, thì cũng năm 1917, Nguyễn Tất Thành của chúng ta đã rời nước Anh trở về Pháp, nơi trung tâm của những cái thông tin trên thế giới lúc bấy giờ. Và cách mạng tháng 10 Nga đã ảnh hưởng tới người, tuy nhiên ở những cái mức độ khác nhau. Và cái sự kiện vào năm 1919, những nước thắng trận, đế quốc thắng trận đã họp hội nghị tại Versailles. Lúc bấy giờ, Nguyễn Tất Thành với một cái tên mới là Nguyễn Ái Quốc đã thay mặt những người Việt Nam yêu nước ở Pháp lúc bấy giờ gửi đến hội nghị Versailles bản yêu sách đòi quyền cho nhân dân An Nam. Tuy nhiên, những yêu sách đó đã không được chấp nhận, khiến cho người rút ra một bài học rằng muốn được giải phóng thì các dân tộc phải tự đứng lên giải phóng mình, không thể trông chờ vào các thế lực bên ngoài. Và rõ ràng là cách mạng tháng 10 Nga đã tác động đến các dân tộc, đối với dân tộc chúng ta, tác động đến những con người đi tìm đường cứu nước, mà ở đây chính là Nguyễn Ái Quốc. Đấy là sự kiện về cách mạng tháng 10 Nga tác động đến như vậy. Ảnh hưởng thứ hai, các em lưu ý cho cô. Đó là sự kiện vào tháng 3 năm 1919. Quốc tế 3 hay còn gọi là quốc tế cộng sản được thành lập tại Moscow. Quốc tế 3 hay còn gọi là quốc tế cộng sản được thành lập tại Moscow. Và đến đây thì chúng ta thấy rằng quốc tế đã có hai lần trước đó. Quốc tế thứ nhất thành lập năm 1864, rồi quốc tế thứ hai thành lập vào năm 1889. Nếu như quốc tế thứ nhất là vai trò của Marx thì quốc tế thứ hai vai trò của Engels, và đến nay quốc tế thứ ba được thành lập tại Moscow với vai trò của Lenin thể hiện rất là rõ. Và như thế, giai cấp công nhân trên thế giới đã tiếp tục lại có một tổ chức quốc tế lãnh đạo, quốc tế ba hay còn gọi là quốc tế cộng sản. Và sau khi quốc tế cộng sản được thành lập, thì ngay sau đó hàng loạt các đảng cộng sản được thành lập ở cả những nước thuộc địa và những nước tư bản. Ý thứ ba, các em lưu ý cho cô là các cái đảng cộng sản lần lượt ra đời. Các cái đảng cộng sản được thành lập ở cả những nước tư bản, những cái nước tư bản và những nước thuộc địa. Ở những nước tư bản ở đây các em có thể thấy được như là ở Anh, ở Mỹ, và đặc biệt là ở Pháp. Chúng ta nhấn mạnh cái sự kiện tháng 12 năm 1920, Đảng Cộng sản Pháp được thành lập
sự kiện đó diễn ra như sau các em ạ. Vào tháng 12 năm 1920, tại đại hội lần thứ 18 họp tại của Đảng Xã hội Pháp, họp tại thành phố Tours, mà người ta hay nói là đại hội Tours, thì Đảng Xã hội Pháp đã có sự phân hóa. Đa số những người cộng sản tán thành Quốc tế Ba ủng hộ Lenin và đã quyết định thành lập một đảng mới với tên gọi mới, đó là Đảng Cộng sản Pháp. Và Nguyễn Ái Quốc của chúng ta lúc bấy giờ với tư cách là đảng viên của Đảng Xã hội Pháp, người cũng đã đứng về phía đa số những người cộng sản bỏ phiếu tán thành Quốc tế Ba và là một trong những người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp lúc bấy giờ. Đấy, như vậy sự kiện này cũng ít nhiều tác động đến cách mạng Việt Nam. Thế còn ở những nước thuộc địa các đảng cộng sản thành lập, chúng ta có thể nhớ những cái nước gần chúng ta, ví dụ như là năm 1920, tháng 5 năm 1920, Đảng Cộng sản Indonesia ra đời, hoặc là tháng 7 năm 1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như thế chúng ta thấy rằng là hàng loạt các đảng cộng sản đã hình thành ở các nước tư bản và các nước thuộc địa. Tất nhiên, đối với lại ở các nước tư bản, thì bên cạnh cái ảnh hưởng của Quốc tế Cộng sản, thì các em cũng cần nhớ cho cô là sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc thì người ta thấy rằng chỉ có nước Mỹ là mang về những khoản lợi nhuận cách xù nhờ cái việc mà buôn bán vũ khí. Còn lại tất cả các nước tư bản như là Anh, Pháp, thậm chí như cả nước Pháp, mặc dù là những nước thắng trận thế nhưng lại bị ảnh hưởng nặng nề do cái ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, ảnh hưởng hậu quả chiến tranh thế giới thứ nhất. Chính vì vậy mà cái phong trào đấu tranh của những người công nhân ở những nước tư bản này phát triển mạnh, và đây cũng là một trong nhân tố để khiến cho các đảng cộng sản hình thành ở các nước thuộc địa. Đấy là sự kiện thứ ba cô muốn nói đến, cái tác động thứ ba. Và tất cả những cái ảnh hưởng này, tình hình thế giới này nó thuận lợi cho việc tác động đến cách mạng Việt Nam để hình thành nên cái phong trào cách mạng theo những cái khuynh hướng khác nhau. Trong đó phải nói rằng những cái ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga, Quốc tế Ba rồi hàng loạt các đảng cộng sản, nó rất thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam. Và đây là một trong những cái yếu tố để sau này một cái khuynh hướng cách mạng mới được hình thành ở Việt Nam, đó là khuynh hướng vô sản. Tuy nhiên, chúng ta nhớ cho cô ở đây là giai đoạn 1919-1925, trong giai đoạn này cái khuynh hướng vô sản ở Việt Nam nó hầu như là manh nha, có phát triển nhưng nó chưa mạnh mẽ như sau năm 1925. Tuy nhiên thì những cái ảnh hưởng thế giới này đã, tình hình thế giới cũng ít nhiều đã tác động đến cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ. Phần thứ hai cô muốn nói đến vấn đề những cái tác động của tình hình trong nước để bùng nổ cái phong trào dân tộc dân chủ từ 1919 đến năm 1925. Thì các em chú ý cho cô. Ở trong nước, có thể nói rằng là sau chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu từ năm 1919 thì ở Việt Nam thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai. Như vậy cô sẽ nhấn mạnh và giải quyết tiếp tục với các em cái cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp. Trong nước thì cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã tác động tới kinh tế và xã hội Việt Nam. Vậy thì chúng ta cần nhớ lại cho cô một chút. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, mặc dù nước Pháp và nước thắng trận, nhưng nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề. Người ta tính ra rằng số người chết cũng như là khoảng 1,4 triệu người chết và thiệt hại vật chất lên tới 200 tỷ franc. Và điều đó khiến cho Pháp một mặt thì tăng cường bóc lột giai cấp công nhân trong nước, mặt khác thì tăng cường khai thác các thuộc địa ở châu Phi, rồi ở châu Á và đặc biệt là ở Đông Dương lúc bấy giờ. Và cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai này diễn ra từ năm 1919 cho đến khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nổ ra, tức là vào năm 1929. Cuộc khai thác đó diễn ra trên tất cả các lĩnh vực,
về kinh tế, về chính trị, văn hóa, giáo dục các em ạ. Nhưng ở đây cô muốn nhấn mạnh lĩnh vực về kinh tế. Về cơ bản, cũng giống như cuộc khai thác thực địa lần thứ nhất đã tiến hành ở Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1914. Nhưng đến cuộc khai thác thực địa lần hai này thì Pháp đầu tư mạnh vào hai lĩnh vực, đó là nông nghiệp trồng cao su và khai thác than. Tại sao hai lĩnh vực này được Pháp đầu tư vốn mạnh? Em ạ, lúc bấy giờ thì cao su và than đá đã trở thành cái nguồn nguyên liệu vô cùng quan trọng để Pháp mang về chính quốc, phục hồi cái nền kinh tế của mình. Chính vì vậy mà trong giai đoạn này, Pháp đầu tư vốn mạnh để khai thác hai ngành nông nghiệp trồng cao su và khai thác than đá. Và nội dung cụ thể thì các em có thể tìm hiểu thêm. Ngoài ra thì trong lĩnh vực giao thông vận tải, Pháp đầu tư mạnh trong vấn đề khai thác đường sắt và đường thủy. Đường sắt, cái hệ thống đường sắt xuyên Đông Dương được Pháp nối liền nhiều đoạn, thuận lợi cho việc chuyên chở hàng hóa từ Đông Dương về nước Pháp, về ra biển rồi về nước Pháp. Rồi là hệ thống đường thủy cũng được Pháp đầu tư. Bên cạnh những cái cảng cũ thì Pháp xây thêm những cái cảng mới, khai thác thêm những cảng mới để thuận lợi cho việc chuyên chở hàng hóa từ nước ta mang về nước Pháp. Còn trong lĩnh vực thương nghiệp, các em ạ, nội thương bây giờ cũng được đẩy mạnh, nhưng ở đây ngoại thương cũng là một vấn đề. Nếu như trước chiến tranh thế giới thứ nhất, hàng Pháp có mặt ở Đông Dương chỉ chiếm khoảng 37% tổng số hàng ngoại nhập, thì sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp đã dùng biện pháp dựng lên hàng rào thuế quan ngặt nghèo, đánh thuế mạnh vào hàng của Trung Quốc và Nhật Bản, khiến cho hàng của những nước này không có cơ hội để vào Việt Nam. Chính vì vậy mà người ta thấy rằng trên thị trường Đông Dương, ở Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung, hàng Pháp chiếm tới 63% tổng số hàng ngoại nhập. Và như thế, Đông Dương vô hình chung đã trở thành một cái thị trường độc chiếm của tư bản Pháp để Pháp khai thác và bán sản phẩm, vân vân. Và các em biết rằng là đối với lại các cái lĩnh vực thì Pháp đều đầu tư. Trong đó thì có thể nói rằng một trong chính sách mà mang lại cái nguồn lợi thu rất là lớn, đó là giai đoạn này Pháp đã tăng các thứ thuế, đặt thêm nhiều thuế mới rồi tăng thứ thuế. Vì vậy mà người ta thấy rằng cái ngân sách Đông Dương thu được từ thuế năm 1930 đã tăng gấp 3 lần so với năm 1912. Và như thế, cô đã sơ lược lại với các em cái cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam. Và cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đó đã tác động đến kinh tế và xã hội Việt Nam như thế nào? Nói đến tác động về mặt kinh tế thì chúng ta không thể phủ nhận được rằng trong quá trình khai thác thuộc địa, Pháp cũng có đầu tư một số vốn, rồi đầu tư nguồn nhân lực tốt, rồi đầu tư kỹ thuật để tập trung xây dựng nhà máy cũng như là trong một vài lĩnh vực để mang lại cái nguồn lợi, nguồn thu tốt cho mình. Nhưng tuy nhiên, người ta vẫn thấy rằng cái việc khai thác bóc lột của Pháp vẫn hạn chế ngành công nghiệp nặng, không thấy ngành công nghiệp chế tạo máy móc. Vì thế mà người ta tính ra rằng sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp thì kinh tế Đông Dương có một vài chuyển biến, tức là có một vài chuyển biến mang tính cục bộ ở những khu vực như là thành thị và những trung tâm công nghiệp. Còn lại bao trùm lên đó vẫn là một nền kinh tế rất lạc hậu và ngày càng lệ thuộc vào kinh tế Pháp, và Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung trở thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp. Đấy là lĩnh vực kinh tế. Còn về xã hội, các em ạ, rõ ràng là để tăng cường khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp phải đầu tư nhân công. Đấy. Và cái sự bóc lột tàn khốc của thực dân Pháp trong giai đoạn này khiến cho xã hội Việt Nam có sự phân hóa sâu sắc. Nếu như trước chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có 3 giai cấp, đó là địa chủ, nông dân, công nhân và 2 tầng lớp
là tầng lớp tư sản và tầng lớp tiểu tư sản. Thì sau chiến tranh thế giới thứ nhất, do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp, xã hội Việt Nam đã có tới 5 giai cấp. Giai cấp địa chủ, rồi giai cấp nông dân, giai cấp tư sản. Đấy, trước đây chỉ là tầng lớp thì giờ đã phát triển thành giai cấp. Giai cấp tiểu tư sản, trước đây là tầng lớp, giờ cũng phát triển thành giai cấp. Và giai cấp công nhân. Các em chú ý cho cô, do cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp, xã hội Việt Nam có sự phân hóa giai cấp rất sâu sắc. Tầng lớp địa chủ thì phân hóa ra làm 3 loại: đại địa chủ và trung tiểu địa chủ. Đại địa chủ thì có quyền lợi gắn với đế quốc, trở thành cái lực lượng cùng với đế quốc bóc lột nông dân. Đấy, là tay sai của đế quốc. Với lực lượng đại địa chủ thì ta nhất định phải loại bỏ. Đấy. Còn bộ phận trung tiểu địa chủ thì ít nhiều có tinh thần dân tộc dân chủ. Vì vậy, trong quá trình cách mạng, ta có thể lôi kéo hoặc trung lập họ. Còn đối với nông dân Việt Nam thời kỳ này chiếm hơn 90% dân số. Họ bị bóc lột của cả đế quốc và của địa chủ. Người nông dân bị bần cùng hóa. Một bộ phận nông dân đã phải rời bỏ làng quê của mình đi làm thuê ở các cái khu vực đồn điền, nhà máy xí nghiệp và những nơi trung tâm công nghiệp. Và một bộ phận đó đã vô hình chung biến thành giai cấp công nhân. Còn đại bộ phận thì không có ruộng đất, thì nhận ruộng của địa chủ để làm thuê, họ là lực lượng tá điền. Có thể nói rằng giai cấp nông dân Việt Nam chiếm đa số trong xã hội, và đây là tầng lớp, là lực lượng cách mạng vô cùng quan trọng. Nếu thiếu họ, cách mạng không bao giờ thành công được. Tuy nhiên, họ có thể lãnh đạo cách mạng được hay không? Các em ạ, giai cấp nông dân chiếm số đông là lực lượng quan trọng ở cách mạng. Tuy nhiên, do cái hạn chế về trình độ cũng như là cái tính tự phát của họ, nên họ không thể lãnh đạo cách mạng. Thế nhưng, giai cấp nào có họ liên minh thì giai cấp đó mới có thể làm cách mạng thành công. Đây là sự thật lịch sử đã chứng minh trong cả một quá trình thời cận đại cho đến giai đoạn sau này. Còn giai cấp tư sản, các em ạ, trước chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản mới chỉ là tầng lớp. Nhưng sau 4 năm do Pháp mải mê tiến hành chiến tranh thế giới thứ nhất, đây là một cái cơ hội thuận lợi cho tư sản ở Việt Nam phát triển, họ buôn bán kinh doanh. Chính vì thế mà sau chiến tranh thế giới thứ nhất, tầng lớp tư sản này đã phát triển mạnh cả về số lượng và cũng có ít nhiều cái tiềm lực kinh tế khá hơn thời kỳ trước, và họ phát triển thành giai cấp. Trong một quá trình vận động phát triển thì giai cấp tư sản lại chia ra làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tư sản dân tộc. Tư sản dân tộc là những nhà tư sản muốn kinh doanh độc lập với Pháp và muốn vươn lên cái vị trí khá hơn trong nền kinh tế của mình. Họ ít nhiều có tinh thần dân tộc. Còn bộ phận tư sản thứ hai gọi là tư sản mại bản. Đây là bộ phận có quyền lợi kinh tế và chính trị gắn với đế quốc. Đấy là tư sản mại bản. Còn giai cấp tiểu tư sản thì có thể nói rằng sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng, cũng có mở mang một số trường học. Chính vì vậy mà số lượng tiểu tư sản với những cái thành phần rất là phức tạp, sống chủ yếu ạ, sống và thành thị, ví dụ như là những người buôn bán tự do, ví dụ như là học sinh, sinh viên, công chức, trí thức, vân vân, đó là tầng lớp tiểu tư sản. Trong bộ phận tiểu tư sản này thì bộ phận tiểu tư sản trí thức bao gồm học sinh, sinh viên,
rồi là nhà văn, nhà báo, nhà giáo, vân vân. Đấy là những người dễ tiếp thu với luồng tư tưởng mới từ bên ngoài, và họ là những người hăng hái tham gia vào cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Còn giai cấp thứ năm là giai cấp công nhân. Các em ạ, từ sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp thì giai cấp công nhân đã hình thành. Nhưng sau cuộc khai thác thuộc địa lần hai, do Pháp mở mang nhiều đồn điền, nhà máy, xí nghiệp nên số lượng công nhân vì thế cũng tăng lên. Công nhân Việt Nam giai đoạn này bị bóc lột hết sức dã man, họ phải làm việc trong điều kiện vô cùng cực khổ, làm việc tới 12, 14 giờ một ngày và nhận được đồng lương chết đói. Giai cấp công nhân Việt Nam có thể nói rằng sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ngoài những đặc điểm của công nhân thế giới như là sống tập trung, đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, có tính kỷ luật cao, thì công nhân Việt Nam còn có những đặc điểm riêng. So với công nhân thế giới, họ ra đời muộn, nhưng khi họ ra đời thì họ đã dễ dàng tiếp thu về ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin từ cái cuộc cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi. Rồi giai cấp công nhân Việt Nam, họ chịu 3 tầng áp bức bóc lột: đế quốc, phong kiến, tư sản người Việt, nên họ cũng có tinh thần cách mạng rất triệt để. Rồi giai cấp công nhân Việt Nam sinh ra trong một dân tộc có truyền thống yêu nước, vì vậy mà họ kế thừa được truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc. Rồi đa số trong họ cũng nhiều người xuất thân từ nông dân mà ra, chính vì vậy mà họ có mối liên hệ mật thiết với nông dân, đây chính là điều kiện thuận lợi để hình thành nên khối liên minh công nông, vân vân. Và như thế chúng ta thấy rằng trong các giai cấp thì giai cấp công nhân Việt Nam với đầy đủ những đặc điểm chung và đặc điểm riêng của mình, đây là giai cấp có khả năng lãnh đạo cách mạng nhất. Và đến đây cô muốn nói với các em, chính cái cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp nó tạo ra sự phân hóa xã hội sâu sắc ở Việt Nam lúc bấy giờ. Mỗi giai cấp, mỗi có cái địa vị kinh tế khác nhau nên cũng có thái độ chính trị xã hội khác nhau các em ạ. Và chính cái cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp nó khiến cho tư sản tăng lên thành giai cấp, tiểu tư sản thành giai cấp, số lượng công nhân cũng tăng lên. Và có thể nói rằng ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất, từ năm 1919 đến năm 1925 thì ba giai cấp này đã hăng hái tham gia vào cái phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam lúc bấy giờ. Và nhìn chung, xã hội Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp nổi lên hai mâu thuẫn cơ bản, đó là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp. Đây là mâu thuẫn cơ bản nhất, đó là mâu thuẫn dân tộc. Và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, đây là mâu thuẫn giai cấp. Và bao trùm hơn tất cả lên tất cả, đó chính là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với bọn đế quốc và tay sai. Và như thế, cách mạng Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã, các cái phong trào đã mang tính dân tộc, dân chủ, tức là giải quyết vấn đề dân tộc và dân chủ. Đến đây thì cô muốn nhấn mạnh lại với các em, chính phong trào dân tộc, dân chủ nó nổ ra trong một bối cảnh trên thế giới có nhiều sự kiện tác động đến cách mạng Việt Nam, nó thuận lợi cho việc truyền bá tư tưởng mới ở Việt Nam. Cùng với đó, ở trong nước, chính cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp nó đã tạo ra những cái giai cấp mới. Những cái giai cấp này đã thể hiện rõ cái vai trò, vị trí của mình ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Và họ đã trong một cái bối cảnh là cách mạng nước ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất vừa mới bắt đầu vào cái giai đoạn mà có thể nói rằng là Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần hai. Chính vì thế mà các giai cấp này đã nhận lấy cái nhiệm vụ là đứng lên lãnh đạo nhân dân để làm những cái phong trào dân tộc dân chủ. Tuy nhiên cái sự lãnh đạo đó nó chưa rõ rệt, mà nó mới biểu hiện bằng cái sự kiện thể hiện cái tinh thần đấu tranh chống áp bức của họ.
Và như thế thì chúng ta thấy rằng chính cuộc khai thác thực địa lần 2 đã tạo ra cơ sở kinh tế xã hội để cho phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925 bùng nổ ngay ở nước ta, cùng với những tác động từ bên ngoài. Như thế thì chúng ta thấy rằng các cái sự kiện lịch sử nó đều có liên quan gắn bó chặt chẽ với nhau. Như vậy là chúng ta đã trả lời được câu hỏi là vì sao có phong trào này. Cô nhấn mạnh lại với các em, vì có những tác động tình hình thế giới và Việt Nam. Vì cái cuộc khai thác thực địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam, nó đã tạo ra những giai cấp mới và mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp ở tay sai lên cao, và đây chính là cái nguyên nhân bùng nổ phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925. Chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai là các phong trào. Các phong trào diễn ra trong thời kỳ, tức là các cái sự kiện, các cái phong trào của giai cấp diễn ra trong giai đoạn từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Thì ở đây chúng ta lưu ý cho cô có những cái cuộc đấu tranh, những cái sự kiện đấu tranh của các cái giai cấp như sau. Những cái hoạt động của những giai cấp đó nó biểu hiện cái sự đấu tranh của họ đối với lại cái chế độ thực dân phong kiến lúc bấy giờ. Thế thì chúng ta sẽ xét đến thứ nhất là phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản. Ở đây thì các em chú ý cho cô. Cô có 3 cái hướng ra như thế này. Tức là chúng ta có 3 cái sự kiện lớn. Và chúng ta sẽ, trong quá trình học, chúng ta sẽ điền những cái sự kiện. Thì trước mắt thì cô nói đến những cái hoạt động của giai cấp tư sản trong thời kỳ này. Thì có thể nói rằng là cô vừa nói các em là tư sản Việt Nam bắt đầu phát triển thành giai cấp sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Thế thì khi mà nói đến cái phong trào đấu tranh này thì chúng ta nên trả lời cho cô 3 ý. Vì sao họ đấu tranh? Các cái cuộc đấu tranh của họ, biểu hiện đấu tranh của họ là gì? Và kết quả ra sao? Thế ở đây cô đi kỹ vào 3 ý, vào ý đó. Tư sản Việt Nam thì sau chiến tranh thế giới thứ nhất, họ cũng muốn vươn lên, nắm một cái vị trí khá hơn trong nền kinh tế của mình. Rồi họ trước cái sự chèn ép của tư bản Pháp thì họ không chịu. Cô lấy ví dụ như là ở Nam Kỳ thì tư bản Pháp không cho tư sản Việt Nam xuất khẩu gạo qua cái cảng Nam Kỳ. Cái sự độc quyền của Pháp đó khiến tư sản Việt Nam rồi những cái địa chủ lớn ở miền Nam họ không chấp nhận. Vì thế cái nguyên nhân đứng lên đấu tranh của họ là xuất phát đầu tiên là từ cái mục tiêu kinh tế trước. Tức là họ muốn vươn lên cái vị trí khá hơn trong nền kinh tế, họ muốn chống lại cái sự chèn ép kinh tế của tư bản Pháp. Và tất nhiên trong quá trình đấu tranh họ cũng đưa ra những cái khẩu hiệu dân tộc dân chủ để lôi kéo quần chúng tham gia. Như thế là chúng ta đã hiểu là vì sao họ đấu tranh, do bị chèn ép nên tư sản Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã đứng lên đấu tranh. Các cái hình thức đấu tranh của họ thì chúng ta có thể nhớ cho cô những cái sự kiện sau. Ví dụ như là cuộc đấu tranh tẩy chay tư sản Hoa Kiều. Lúc bây giờ tư sản Hoa Kiều cũng tiến hành buôn bán và có những lời lẽ đã xúc phạm đến tư sản Việt Nam. Chính vì thế ở Nam Kỳ đã có phong trào là tẩy chay tư sản Hoa Kiều. Rồi cái phong trào là chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa. Rồi phong trào chống độc quyền. Ví dụ như năm 1923, chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. Đấy. Ngoài ra thì có những cái cuộc đấu tranh khác của tư sản. Đó là tư sản ngoài cái vấn đề đòi đưa ra khẩu hiệu để mà chống cái vấn đề độc quyền kinh tế. Thì thời kỳ này, năm 1923, ở Nam Kỳ, tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kỳ đã thành lập được một cái đảng gọi là đảng lập hiến, do Bùi Quang Chiêu và Nguyễn Văn Long đứng đầu. Đấy. Rồi ngoài ra họ còn dùng báo chí để đấu tranh bênh vực cho quyền lợi của mình, cũng như là thể hiện cái tư tưởng của mình. Cô lấy ví dụ như là cái nhóm báo, đó là nhóm Nam Phong của tác giả Phạm Quỳnh, hay là nhóm Trung Bắc Tân Văn của tác giả Nguyễn Văn Vĩnh.
vân vân. Thế này các cái tư tưởng báo chí đề cao cái tư tưởng trực trị hay là quân chủ lập hiến vân vân thì đều thể hiện rõ cái tư tưởng của giai cấp tư sản. Đấy. Và các cuộc đấu tranh này diễn ra khá sôi nổi vào những năm 1923 vân vân. Đấy. Và kết quả các cuộc đấu tranh này như thế nào thì chúng ta lưu ý cho cô là tư sản khi đấu tranh họ đưa ra các cái khẩu hiệu dân tộc dân chủ, chính vì vậy mà lôi kéo được quần chúng nhân dân tham gia. Tuy nhiên khi Pháp chỉ cần nhượng bộ cho họ một số quyền lợi kinh tế thì họ lại dừng lại thỏa hiệp, không đấu tranh nữa. Vì thế họ đã bị phong trào quần chúng vượt qua. Hay có thể nói rằng những cái cuộc đấu tranh của tư sản thời kỳ này nó mang tính chất cải lương, tức là đấu tranh rất là chỉ là đấu tranh miệng thôi chứ không có cái hình thức đấu tranh vũ trang đấy. Và các cái phong trào này của họ là lúc đầu thì nổ ra mạnh, sau đó Pháp nhượng bộ cho một số quyền lợi kinh tế thì họ lại dễ thỏa hiệp, và kết quả là họ đã thỏa hiệp với Pháp và bị phong trào của chúng vượt qua. Đấy là những cuộc đấu tranh của tư sản. Thứ hai, cô muốn đề cập với các em là những cuộc đấu tranh của giai cấp tiểu tư sản. Chúng ta cũng trả lời cho cô 3 câu hỏi. Tiểu tư sản là ai? Vì sao họ đấu tranh? Cô vừa nói với các em ở phần khai thác thuộc địa, sự phân hóa giai cấp, cô đã nói rồi. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất thì tầng lớp tiểu tư sản đã phát triển thành giai cấp. Số lượng đông, họ sống ở thành thị với những thành phần rất là phức tạp. Học sinh, sinh viên, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, những người công chức, những người buôn bán nhỏ, vân vân và vân vân, sống ở thành thị. Và do bị Pháp chèn ép, thậm chí là bị trả những cái đồng lương của những người công chức thì trả đồng lương rất là ít ỏi. Đấy. Rồi là bị bạc đãi, bị khinh rẻ. Trong khi đó thì các em biết rằng là tiểu tư sản, nhất là bộ phận tiểu tư sản trí thức, học sinh, sinh viên, nhà văn, nhà báo, nhà giáo là những người có học, họ dễ tiếp thu với những luồng tư tưởng mới từ bên ngoài tràn vào. Chính vì vậy họ chính là những người đầu tiên có những cái phản ứng lại với nhà cầm quyền. Và các phong trào của họ từ nhỏ đến lớn bắt đầu manh nha phát triển thời kỳ này. Lúc đầu họ tập trau chung trong các cái tổ chức chính trị, ví dụ như là đầu tiên là 17 sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội với những nhân vật như là Đặng Thái Mai, Tôn Quang Phiệt, vân vân. Họ đã lập ra một cái tổ chức đó là hội phục, tức là thanh niên nghĩa đoàn. Sau đó thì phát triển thành hội phục Việt và họ lại tiếp tục phát triển, và sau này chính là cái manh nha để họ là một trong những lực lượng của cái tổ chức Tân Việt Cách Mạng Đảng em ạ. Xong về sau này họ tập trung, ngoài ra thì là ngoài cái tổ chức chính trị đấy ra thì em thấy rằng là ngoài cái Việt Nam Nghĩa Đoàn thì Hội Phục Việt, Đảng Thanh Niên vân vân. Đấy thì lúc bấy giờ sinh viên học ở các trường do Pháp lập ra thì chủ yếu là học bằng tiếng Pháp. Chính vì thế mà họ đã ra nhiều tờ báo tiến bộ bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp. Cô lấy ví dụ như là báo bằng tiếng Pháp thì có các tờ như là Chua Rè, An Nam Trẻ, Người Nhà Quê. Hoặc là báo tiếng Việt thì có những tờ như là Hữu Thanh, Tiếng Dân, Đông Pháp Thời Báo, Thực Nghiệp Dân Báo, vân vân. Và họ cũng có một cái số nhà xuất bản tiến bộ, tức là họ lập ra những nhà xuất bản tiến bộ. Ví dụ như ở Hà Nội thì có Nam Đồng Thư Xã với nhân vật là Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm, là hai anh em nhà giáo đã cùng với nhóm sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm rồi là trường Cao đẳng Thương mại, trong đó có ông Nguyễn Thái Học, để lập ra cái nhóm gọi là nhóm Nam Đồng Thư Xã, một nhà in tiến bộ Hà Nội lúc bấy giờ. Rồi là ở Huế thì có nhà in Quan Hải Tùng Thư, ở Sài Gòn bấy giờ thì có Cường Học Thư Xã, vân vân. Đây là những nhà in chuyên trước tác dịch sách và in những sách tiến bộ ở trong nước cũng như là bên ngoài để ca ngợi những cái tấm gương yêu nước, đấy, vân vân. Và có thể nói rằng
những cái điển hình sự kiện nổi bật nhất trong cái cuộc đấu tranh của tiểu tư sản thì các em cần nhớ cho cô. Ở ngoài nước lúc bấy giờ thì có một sự kiện, đó là năm 1923 tại Quảng Châu, Trung Quốc, thì những thanh niên yêu nước Việt Nam đã sang tập hợp ở đây vào năm 1923. Họ đã lập ra một cái tổ chức có tên là Tâm Tân Xã, với cái vai trò lãnh đạo đứng ra tổ chức đó là Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Công Viễn. Và có một sự kiện gây chấn động về nước, đó là sự kiện ngày 19 tháng 6 năm 1924, một thành viên của Tâm Tân Xã, đó là anh Phạm Hồng Thái, đã tiến hành tức là mưu sát toàn quyền Đông Dương Nhất Lanh ở vùng Sa Diện, Quảng Châu, Trung Quốc. Sự kiện không thành, nhưng đây là một cái sự kiện mà có tiếng vang lớn trong và ngoài nước, nhất là đối ảnh hưởng đối với thanh niên trong nước. Vì vậy, sự kiện này được đánh giá sau này, được đánh giá là như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân. Như thế chúng ta thấy rằng là ở ngoài nước có sự kiện nổi bật nhất là năm 1924, có tiếng bom Sa Diện của Phạm Hồng Thái. Còn ở trong nước có hai sự kiện rất điển hình thời kỳ này. Đó là sự kiện năm 1925, cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu, mà học sinh, sinh viên là lực lượng nòng cốt, là lực lượng chính cùng với nhân dân đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp phải thả Phan Bội Châu. Và trước sức ép của quần chúng, nhất là của học sinh, sinh viên, thậm chí là học sinh, sinh viên còn viết thư gửi toàn quyền Pháp, rồi vận động các cái tổ chức xã hội khác đòi Pháp phải xóa ngay cái bản án tử hình nhà yêu nước Phan Bội Châu. Và trước sức ép của quần chúng, nhất là cái sự hiểu biết của học sinh, sinh viên, thì nhà cầm quyền Pháp đã phải xóa cái bản án tử hình đối Phan Bội Châu và đưa ông về Huế, giam lỏng ở Huế. Từ năm 1925 và đến năm 1940 thì Phan Bội Châu mất ở Huế. Có thể nói rằng mặc dù trở thành ông già bến ngự ở Huế, nhưng Phan Bội Châu nhờ cái phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên, của quần chúng đã thoát khỏi được cái bản án tử hình mà thực dân Pháp định áp đặt với ông. Đấy là sự kiện năm 1925. Cùng với đó, năm 1926, các em ạ, sự kiện nhà yêu nước Phan Châu Trinh mất, và sự kiện này đã khiến tác động tới các tầng lớp nhân dân Việt Nam, trong đó học sinh, sinh viên là lực lượng nòng cốt tổ chức đám tang cũng như là lễ truy điệu cụ. Tại Sài Gòn thì đám tang của Phan Châu Trinh có tới 14 vạn người tham gia. Còn ở Hà Nội thì lễ tang, tức là lễ truy điệu của Phan Châu Trinh cũng diễn ra, khiến cho các nhà hàng, cửa hiệu đóng cửa, học sinh bãi khóa để đến làm lễ truy điệu tại đền Đồng Nhân, tức là cái nơi mà đền thờ Hai Bà Trưng ở Hà Nội lúc bấy giờ, vân vân. Và qua đấu tranh như vậy thì ý thức giác ngộ của tầng lớp tư sản và tiểu tư sản Việt Nam cũng như các tầng lớp khác, nó đã ngày càng phát triển và nó tác động tới các cái tầng lớp nhân dân khác ở đô thị lúc bấy giờ. Và ý thứ ba ở đây chúng ta cần chú ý cho cô là kết quả của các cuộc đấu tranh của tiểu tư sản. Các em ạ, các cuộc đấu tranh này cũng bị thực dân Pháp lần lượt tìm mọi cách đàn áp và tìm mọi cách làm cho thất bại. Thì tuy nhiên thì ở đây chúng ta thấy rằng là mặc dù là các cuộc đấu tranh này không đạt được cái kết quả đi đến cuối cùng, nhưng rõ ràng là những hoạt động của tiểu tư sản giai đoạn này nó đã có tác động đến các tầng lớp nhân dân khác, nó khiến cho cái tinh thần yêu nước của nhân dân vẫn được tiếp nối. Và những hoạt động của tiểu tư sản thời kỳ này cũng như là tư sản giai đoạn này, nó cũng chính là cái nhân tố vô cùng quan trọng để hình thành nên những cái tổ chức cách mạng trong giai đoạn sau. Như thế là cô đã nói được với các em các cái hoạt động của tư sản và tiểu tư sản trong thời gian 1919 đến 1925. Còn một cái hoạt động nữa, đó là những hoạt động của giai cấp công nhân, những hoạt động của công nhân hay là phong trào công nhân. Từ năm 1919 đến năm 1925,
Tại sao cô lại cho phong trào công nhân vào giai đoạn này? Các em ạ, ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất thì mặc dù số lượng các cuộc đấu tranh của công nhân tăng hơn so với giai đoạn trước, nhưng nhìn chung vẫn còn lẻ tẻ và mang tính tự phát. Họ chưa thể tách ra thành một cái phong trào độc lập riêng. Chính vì vậy mà các cuộc đấu tranh của họ hòa vào cái phong trào của các tầng lớp nhân dân khác, nó nằm trong phong trào dân tộc dân chủ nói chung ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925. Thì những cuộc đấu tranh của công nhân thời kỳ này, các em cần chú ý cho cô có mấy sự kiện. Sự kiện thứ nhất là năm 1920 tại Sài Gòn thì tổ chức công hội đã được bí mật được thành lập do Tôn Đức Thắng đứng đầu. Rồi năm 1922, công nhân và viên chức Bắc Kỳ đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương. Rồi công nhân ở những cái xí nghiệp, nhà máy khác ở Bắc Kỳ, những trung tâm công nghiệp cũng liên tiếp đứng lên đấu tranh, đòi quyền lợi kinh tế là chủ yếu. Nhưng có một sự kiện đã đánh dấu phong trào công nhân có sự chuyển biến mới, đó là sự kiện tháng 8 năm 1925. Cuộc đấu tranh của công nhân xưởng sửa chữa tàu Ba Son ở Sài Gòn Chợ Lớn. Em ạ, tại sao công nhân Ba Son đấu tranh và tại sao nói cuộc đấu tranh công nhân Ba Son đã đánh dấu một cái bước tiến mới trong tư tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ này? Các em ạ, lúc bấy giờ thì thực dân Pháp muốn đưa binh lính sang đàn áp các phong trào cách mạng và công nhân ở Trung Quốc. Vì vậy, Pháp đã đề nghị công nhân Ba Son phải sửa cái chiến hạm Michelet của Pháp trước khi cái chiến hạm này chở binh lính sang tham gia đàn áp cái phong trào đấu tranh nhân dân Trung Quốc. Và biết được điều này nên công nhân Ba Son đã tìm lý do không sửa bằng cách là họ bãi công và đòi được tăng lương 20%. Trước cái việc mà công nhân bãi công như vậy thì thực dân Pháp nó có thái độ như thế nào? Công nhân không những là đòi tăng lương 20% mà yêu cầu là những cái người trước đây bị mất việc thì họ được quay trở lại làm việc. Đấy. Thế thì trong quá trình họ đấu tranh như vậy thì cuối cùng Pháp đã phải nhượng bộ. Pháp đã chấp nhận là tăng 10% lương cho công nhân. Và với cái việc mà đã buộc Pháp phải chấp nhận tăng 10% lương thì vấn đề đặt ra ở đây là họ không chỉ đấu tranh để đòi cái việc được tăng lương đấy, mà mục đích sâu xa của cuộc đấu tranh công nhân Ba Son là họ muốn kìm hãm và không muốn sửa cái chiến hạm Michelet. Họ muốn thể hiện cái tinh thần của mình ủng hộ cái cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc. Và ở đây các em thấy rằng ý thức chính trị của giai cấp công nhân đã có sự phát triển. Họ đã có tinh thần, bước đầu có tinh thần quốc tế vô sản. Và cái cuộc đấu tranh của họ không chỉ đòi quyền lợi kinh tế mà nó đã có ý thức chính trị rõ rệt. Vì thế mà có thể nói cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son là bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, là cái mốc để chuyển phong trào công nhân từ tự phát sang tự giác. Và đến đây các em thấy rằng cô đã giải quyết cho các em các phong trào trong giai đoạn từ 1919 cho đến năm 1925, gồm có những cuộc hoạt động của tư sản, hoạt động của tiểu tư sản và phong trào đấu tranh của công nhân. Và đối phong trào công nhân ở đây, các em chú ý cho cô, nó mới mang tính chất là tự phát, đấu tranh còn mang tính chất lẻ tẻ, đòi quyền lợi kinh tế là chủ yếu. Họ chưa thực sự độc lập đứng ra trở thành một giai cấp được. Vì vậy mà họ vẫn cùng với các cái tầng lớp yêu nước khác, đặc biệt là tư sản và tiểu tư sản, làm nên cái phong trào dân tộc dân chủ từ 1919 đến năm 1925. Và chúng ta cùng nhận xét để tìm thấy những cái điểm tích cực cũng như là những cái yếu tố còn hạn chế của phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925. Ở đây chúng ta thấy rằng là các cuộc đấu tranh trong giai đoạn từ 1919 đến năm 1925 đã thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, trong đó nổi bật lên cái vai trò của tư sản và tiểu tư sản là hai cái giai cấp mà có rất nhiều hoạt động và hoạt động sôi nổi nhất trong thời kỳ này. Và mục tiêu đấu tranh của họ
Mục tiêu đấu tranh ở đây là đòi các cái quyền lợi về giai cấp, đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ, tức là những cái quyền lợi cả về mặt dân tộc và dân chủ, đấu tranh chống Pháp và đòi các cái quyền lợi dân chủ. Rồi tiếp nữa, ở đây chúng ta thấy rằng là trong quá trình đấu tranh thì họ, các cái phong trào của họ, hình thức đấu tranh, ở đây chúng ta có thể chia ra cho cô như này: mục tiêu đấu tranh là đòi các quyền dân tộc, dân chủ; hình thức đấu tranh, chúng ta thấy rằng là hình thức đấu tranh thì rất là phong phú, có thể là dưới hình thức meeting, biểu tình, đấu tranh bằng báo chí, vân vân, hoặc là bãi khóa, công nông dân thì thị dân thì bãi thị, học sinh thì bãi khóa, đấy, rồi công nhân thì bãi công, vân vân, các hình thức rất là phong phú. Lực lượng tham gia thì đông đảo với vai trò của nhất là giai cấp tư sản và tiểu tư sản, nhấn mạnh cho cô là cái vai trò của tiểu tư sản. Tuy nhiên thì kết quả là các phong trào này đều bị thất bại. Đấy. Và người ta tìm được cái nguyên nhân thất bại của các phong trào từ 1919 đến năm 1925. Đó là cái nguyên nhân rất là quan trọng, đó là các phong trào này hầu như là tự phát và chưa có chính đảng lãnh đạo. Vì thế mà tất cả các phong trào đều bị Pháp dập tắt. Tuy các phong trào thất bại nhưng nó có ý nghĩa của nó. Ý nghĩa. Có thể nói rằng những cái hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và phong trào công nhân suốt từ năm 1919 đến năm 1925 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là sự tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc. Các em ạ, là sự tiếp nối, nó không hề bị chấm, tức là ngắt quãng. Sau những cái cuộc đấu tranh của nhân dân ta đầu thế kỷ 20 thì đến sau chiến tranh thế giới nhất, các cuộc đấu tranh lại tiếp tục bùng lên và nó tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc. Ý nghĩa thứ hai, chính những cuộc chiến đấu tranh này nó đã duy trì tinh thần yêu nước và nó là những cái cơ sở, là những cái yếu tố vô cùng quan trọng để chúng ta thấy rằng sau năm 1925 thì ở Việt Nam nửa sau năm 20 của thế kỷ 20, hàng loạt những tổ chức cách mạng rồi những tổ chức cộng sản lần lượt ra đời. Và những cuộc đấu tranh đó đã có tác dụng nhất định đối với phong trào cách mạng Việt Nam. Mà ở đây cái tác dụng, cái ý nghĩa quan trọng nhất đó là tiếp nối truyền thống yêu nước, là cơ sở để hình thành những cái tổ chức cách mạng trong giai đoạn sau. Và như thế thì ở cái chuyên đề, cái phần phong trào dân tộc dân chủ từ 1919 đến 1925, cô vừa giới thiệu với các em. Trong đó cô nhấn mạnh với các em cái sơ đồ tư duy. Bằng cái sơ đồ tư duy này, chúng ta có thể điền được các cái sự kiện và chúng ta thấy rằng các cái sự kiện này nó có mối liên hệ với nhau. Từ cái hoàn cảnh thế giới và trong nước dẫn tới bùng nổ các phong trào, bằng các cái hoạt động các phong trào này thì chúng ta thấy rằng bên cạnh những cái mặt tích cực của nó thì chúng ta cũng chỉ ra được những cái hạn chế để giai đoạn sau cái phong trào cách mạng có thể phát triển ở cái mức độ khác hơn. Đấy, nhưng mà cái yếu tố quan trọng của phong trào dân tộc dân chủ giai đoạn này đó là sự kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc, là cơ sở để hình thành những tổ chức cách mạng trong giai đoạn sau. Và trong cái yếu tố trong nước thì cô đã đề cập kỹ với các em cái cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. Vậy thì liên quan tới những cái câu hỏi của giai đoạn phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925 thì cũng có thể có những cái câu hỏi khác nhau ở phần này. Cô lấy ví dụ, đề thi có thể hỏi rằng là hãy nêu cái sự kiện thế giới và trong nước tác động đến phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925. Hoặc người ta cũng có thể nói hỏi là hãy nêu cái phong trào đấu tranh của tư sản và tiểu tư sản từ năm 1919-1925. Hoặc là cái phong trào công nhân từ 1919 đến năm 1925 là một phần khi hỏi đến cái sự phát triển phong trào công nhân Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới nhất đến năm 1930. Mà giai đoạn từ 1919 đến 1925 là cái thời kỳ đấu tranh tự phát. Đấy. Và nêu những cái mặt tích cực, hạn chế của phong trào dân tộc dân chủ từ 1919 đến 1925. Các em thấy rằng là cái hạn chế ở đây nó cũng thể hiện rõ cái tư tưởng giai cấp ở trong này. Cô lấy ví dụ là các phong trào rất là sôi nổi đấy, thế nhưng
diễn ra cái tiểu tư sản thì với cái tư chất tức là bồng bột sốc nổi đấy, nó họ các cuộc đấu tranh của họ nhìn chung là dễ dàng bị thất bại. Tuy nhiên có một điểm ở đây, nhất là những cái cuộc đấu tranh của tiểu tư sản trí thức, mặc dù thất bại nhưng chính cái sự đàn áp của thực dân Pháp đã đẩy những người trí thức trẻ tuổi đó dễ dàng và nhanh chóng đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Và sau này khi đã thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin thì họ lại chính là trở thành cái lực lượng, cái giai cấp để lãnh đạo cái phong trào cách mạng theo khuynh hướng vô sản sau này. Và cái phần đấy cô sẽ giới thiệu với các em trong cái phần giai đoạn cách mạng Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930. Và với chuyên đề này, cô hy vọng rằng các em có thể vận dụng để trả lời câu hỏi một cách linh hoạt và ôn tập thật tốt. Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Cô chào các em.